Cô Lan Quang Minh xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn mặt hoa mình đang quay trước mặt các bạn. Đây là dòng giả hạt Asa. Thơm quá. Hoa to lắm các bạn. Hoa rất là to. Các bạn thấy cánh rất là to. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Bây giờ mình sẽ quay cụ thể từng bụi kèm theo mã số và giá. Các bạn ưng ý bụi nào các bạn hãy ghi mã số lại và gọi điện thoại cho bên mình. Hôm nay ngày quay là ngày 30. Và ngày quay hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2018 ha các bạn. Rồi, sau đây mình xin giới thiệu với các bạn các bụi mình bán cụ thể. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn bụi số 1. Bụi cái cọng dài nó dài cỡ nhiêu vậy? Lấy cây thước cho nó cái này. Lấy cây thước cho nó cái này. Thả vô, thả đứng vô, thả đứng vô. Cỡ 1m2 ha. Cỡ 1m2, còn cái cọng ngắn kia thì khoảng 80 cm, mấy cái mầm thì khoảng 5-7 cm. Đây là bụi số 1. Để im vậy luôn, để im vậy để xuống. Đây là bụi số 1. Bụi đó nhiêu tiền vậy tí? 500. Bụi số 1 này có giá tiền là 500.000 nha các bạn. Con cầm đi nha, vui lên. Ba mầm con. Ba mầm con. Hai mầm cỡ 5 cm, một mầm cỡ 3 cm. Rồi. Cho bụi số 2 đi. Con gỡ ra đánh mã số đi nha Vũ. Ừ, gỡ ra đánh mã số đi. Tiếp theo là bụi số 2 có giá tiền là 500.000. Cũng hai cọng dài. Hai cọng dài đang nụ. Nụ này đậm màu ha. Rồi hai mầm con. Hai mầm con cho khoảng từ 3 cho tới là 5 cm. Đó có hai cọng dài này cỡ nhiêu. Hai cọng dây này khoảng 90 cm. Rồi. Đây là bụi mã số 3. 250.000. Cái gốc được 3 mầm con. Rồi, cộng bự dài cỡ như.
40 cm. Còn mấy cái mầm con này thì cao cỡ 3 cm, còn cọng bự thì dài 40 cm. Bụi số 3 này có giá thành là 250.000. Đây là giá hạt Asa ha các bạn. Các bạn ưng ý mã số nào các bạn ghi lại và gọi điện thoại cho bên mình. Số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tuyến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Ngày quay hôm nay là ngày 30 tháng 3 2018 thôi các bạn. Rồi qua buổi số số 3 rồi phải không? Qua buổi số 4 đi. Đây là bụi số 4 các bạn, yên xuống cho cô quay mặt bông. Mặt bông nó khác cái mặt bông hồi nãy. Giá hạt này rất là to, cũng thơm lắm. Bụi số 4 này có giá thành là 250.000. Có một cây con cao khoảng 7 cm, cái cọng này thì khoảng 40 cm. Tiếp theo là bụi số 5 có giá thành là 250.000. Gốc nó được một mầm con khoảng 5 cm, một cọng dài. Đo coi cọng dài này khoảng nhiêu tí. Hả? Khoảng 60 cm. Tiếp theo là bụi số 6 có giá thành là 300.000. Cái gốc nó có 2 mầm con khoảng 4-5 cm. Đây là giò số 6. Để coi cọng dài này là bao nhiêu cm. Khoảng nhiêu? Khoảng 80 phải không? Cái cọng dài này là khoảng 90 cm đó các bạn. Yeah. Hai mầm con thì khoảng 4-5 cm. Cái này là cây mã số 7. Hai mầm con này khoảng nhiêu? 10 cm không? Đặt cái thước vô. Cái mã số 7 này nhiêu tiền vậy? 300. Cái mã số 7 này 300.000. Khoảng 10 cm, hai mầm con khoảng 10 cm. Rồi, còn cái cọng bự này thì đang rớt lá. Mắt sưng chưa? Thấy có mắt sưng phải không? Đây nè, nãy thấy có không á? Chưa, mắt chưa sưng. Có mấy cái cọng nào cái gốc nó bị gập nhớ nói nha tí. Cọng bự này khoảng 70 cm.
Cổng số 8 hả? Cổng số 8 có giá tiền là 320.000. Quay cái góc qua coi. Cái góc có một mầm con cao khoảng 4 cm. Một cái cọng bự bây giờ là mấy cái này cắt lên. Giờ cái thân này là đang lên 3 cây nè. Mấy cái cây này là khoảng 3-4 cm hết rồi. Cái mắt này đang sưng nè. Phía trên là nụ. Đây là bụi mã số 8, 320.000. Nhiêu? 70 cm các bạn. Cộng dài là 70 cm. Tiếp theo là bụi mã số 9, giá tiền là 350.000. Đang nụ. Có mầm con không? Không. Không có mầm con. Rồi. Bụi này là mã số 10 ha. Hả? Ủa 9 phải tới 10 chứ. Thấy 11 dưới đất nè. Sợ. Bụi số 10 giá tiền 250.000. Một mầm con, một phân. Ơi tí. Một mầm con, một phân. Rồi, còn cái cọng dài này thì đang nụ. Có mắt đang sưng không? Có nhiều mắt đang sưng. Rồi đo coi nó dài nhiêu. Hơn 70 cm. Đây là bụi số 11. Bụi số 11 này có giá tiền là 400.000. Cái góc nó có một cây con cao cỡ 5 cm rồi. 5-6 cm á. Thân thì đang lên một cây cỡ 2 phân. Lật qua đây. Cái đó là cái mắt nó đang sưng lên đó. Tức là trên cái thân này có những chỗ đã trổ bông rồi. Nó còn lại một số chỗ là nó chưa có trổ thì nó đang sưng mắt. Giống như chỗ này sưng ra kỳ vậy nè. Giờ là quay mấy cái chậu này đúng không? Chậu này 12 hả? 12 đó. Chậu 12 750.000.
cũng là giả hạt Asa các bạn, nhưng mà cái này mình để nguyên chậu, mình không có tách ra. Và đây là chậu mã số 12, giá tiền là 750.000. Các bạn thấy nó đang rất là nhiều nụ nè. Cùng là giả hạt Asa nhưng mà ở trên cái chậu này mình thấy nó có tới hai màu nụ nè. Nè, các bạn thấy hai màu nụ luôn nè. Bên đây rất là đậm. Này trắng xanh. Cái góc trồng của nó khác nhau. Đây là cái nhánh mà nụ màu đen nè. Hai nhánh bên đây nụ trắng xanh nè. Ba mầm thì hai mầm cao cỡ 2 phân, một mầm cao khoảng 7 cm. Nó thân rất là nhiều nụ. Các bạn thấy, các bạn mua cái chậu này là tiền cước cũng sẽ tương đối nhiều nha các bạn, tại vì cái thân này mà mình đóng mà nó dài nó thẳng ra là nhiều cả mét không. Cái này nếu mà đóng dài ra là nó cũng cả 1m1, 1m2 nha các bạn. Cái thùng nó dài cỡ đó đó. Thế là giờ này 750.000 thì cộng thêm 200 mấy tiền cước vô nữa là nó cũng gần cả triệu á. Nhưng mà nụ nhiều lắm. Chị chích luôn. Giờ số 13 bên đây nè. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn giò số 13, giá là 1 triệu. Hiện bây giờ là 6 mầm con. 6 mầm con này thì nó cao khoảng 3 cm, 4 cm, 5 cm. So với ngón tay mình ha các bạn. Còn về cọng bự thì hiện giờ có 4 cọng. Thì cọng dài nhất cũng cả 1m mấy đó các bạn. Cọng nào bị gập đâu. Rồi có một cọng. Có một cọng, các bạn thấy có một cái cọng rất là dài. Chưa rớt lá. Nó bị dặn ngay cái gốc thôi các bạn. Cái đó là do nó bự quá thì nó lại thòng xuống nữa, cho nên là ngay cái gốc của nó bị gập. Chứ nó không có vấn đề hết, nó vẫn sống phát triển tốt bình thường. Cái cọng dài nhất mà chưa rớt lá, chưa có nụ đó các bạn. Rồi chậu này là 1 triệu ha. Tiếp theo chậu này là chậu 14. Chậu mã số 14 này là 400.000. Hả? Ủa? 650 nhìn sao vậy ta? Ôi sao đây 700, tính nó 700 nè. 650 phải không? Tiếp theo là chậu số 14, giá tiền là 650.000. Hiện giờ dưới gốc đang lên được 3 cây con khoảng 10 cm. Khoảng 10 cm, cây rất tốt. Rồi ba thân bự. Cái thân bự nhất nó cũng khoảng 80 cm hả? Để đất lấy cây thước rồi cái đây. Một cọng đang ra nụ, còn mấy cọng kia thì chưa rớt lá xong. Cọng ngắn nhất cũng là 40 cm. 80
gần 80 cm, cộng thêm cái chậu vô nữa thì cái thùng này đóng lên là dài khoảng 90 cm. Chậu này 650.000 ha các bạn, chậu mã số 14. Tiếp theo là chậu mã số 15. Chậu mã số 15, nãy mình quay mặt qua cho các bạn xem khúc đầu tiên. Chậu mã số 15 này có giá tiền là 800.000. Thì mình giao gốc của nó là ra hai mầm con như thế này, khoảng 2 cm. Đó. Cái thân này là 3 ki con, mỗi một ki là đúng khoảng 2 cm. Ngay đây đang bắt đầu nhú một ki. 2 ki luôn. Một cây, hai cây. Hai luôn. Đang bắt đầu nhú hai cây. Bây giờ đang sưng nè. À, ở đây thì đang sưng hai mắt, đó một mắt nè. Trên cái thân này một mắt nữa. Trên thân ngay đây nè. Đây là một mắt nữa nè. Đây nè. Đang sưng hai mắt. Sưng mắt nữa nè. Ừ. Đang sưng ba mắt, đen cây nữa nè. Ba cây. Đen cây này khoảng 4-5 cm rồi. Ba cây đó quay là cái đó không phải đâu. Đây nè, đây mới là ki nè, thấy không? Cái chậu này đang nhú nhiều ki. Để ki đó nè. Cộng cỏ thì cũng hô ki hả bạn? Rồi. Đo coi dài có bao nhiêu. Này dài khoảng 90 cm đó các bạn. Dài 90, đóng vô cái thùng đấy nữa là nó khoảng 1m1. Thùng dài cỡ đó thì cũng có 100-200 ngàn tiền cước luôn á. Hết chưa? Rồi. Qua Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.